Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Cody Time, một mẫu xe mang khung carbon, vành cao bản, layer bi vòng cuối rổ, đồ Atus. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung carbon, xe rất là mới đẹp. Hầu như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể trên chiếc xe. Một lọc xe touring mang đồ Atus mà giá 10,8 triệu, rất là hợp lý. Gạt đĩa DOG, vành cao bản Mayer Retropack, Bedan Retropack. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm của phốt là 50 cm. Và chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60-61 đến 70-71 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Để trang bị bộ lít 8 tầng, 3 tầng đĩa, 24 tầng. Cái đầu của chiếc xe thì rất là mượt mà, cái máy đi vòng cuối lỗ xe khung carbon đấy, đi vòng cuối lỗ đồ DOG Atus, có mức giá chỉ 10,8 triệu. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.